Các bác có bảo là dán phim thì cứ làm cái tờ giấy võng ấy, có cái gì mà cách nhiệt mà sao mà nó đắt thế đúng không ạ? Đây, hôm nay em sẽ test cho các bác này. Đây là cái tờ giấy võng của các bác này, tờ giấy ni lông này, bình thường này. Đây các bác nhìn thấy khâu đi qua máy này. Đấy. Độ chuyên sáng rất là cao, có chống tia UV nhưng không đáng kể, và độ cách nhiệt thì còn gần như là không có. Còn cái tờ giấy bóng của em đây, các bác nhìn nhá. Đây là cái tờ giấy bóng của em đây. Đây là mã Crystalite 3M dành để dán cho chiếc xe của các bác. Đấy. Nó cũng là tờ giấy bóng thôi, nhưng mà khi mà đi qua cái máy phim cách nhiệt thì các bác có nhìn thấy đấy. Các bác thấy không ạ? Độ xuyên sáng 57 đảm bảo cái độ quan sát cho các bác ở phía cánh bên lái, và đảm bảo độ nhân tư, độ cái chống tiêu UV thì là 100%, và độ cách nhiệt lên 98,1%. Đấy, các bác thấy không ạ? Cái tờ giấy bóng này của em nó xịn hơn, tốt hơn cho các bác, không phải là cái tờ giấy bóng các bác em vừa mới thử cho các bác nhá. Nên các bác không nên, đừng nên hiểu lầm là sao tại sao là cái dòng cái tấm ni lông nó lại đắt thế. Trong này nó chứa rất là nhiều cái công nghệ để mà trang bị cho cái lớp phim để mà dán lên chiếc xe của bác, để mà giảm độ cách nhiệt này, chống tiêu UV này, bảo vệ sức khỏe cho các bác. Đấy. Còn các bác mà vẫn còn lăn tăn về cái địa chỉ dán phim cách nhiệt ấy, thì các bác có thể trực tiếp lên web của chính thức của 3M, tra đại lý phim cách nhiệt chính hãng 3M tại Thái Nguyên thì sẽ ra cái đại lý của bên em, và anh em yên tâm là khi mà đến với Agala Thái Nguyên thì bên em dán cho các bác tất cả những dòng phim đều là chính hãng hết, các bác yên tâm nha.